Em đi đâu vậy? Em đi dạo phố với bạn á. Anh nghe nói là hôm nay em đi tìm việc hả? Ừ, em muốn tìm việc. Anh có thể nuôi em mà. Tại sao em lại không ngoan ngoãn ở nhà để chờ anh về? Mình bên nhau 4 năm rồi, anh cứ yêu cầu vậy hoài à. Anh quá đáng quá à. Đi rồi thì đừng về nữa. Sau này giàu có rồi á, anh có bỏ rơi em không? Chắc chắn là không rồi. Làm sao anh có thể bỏ em được chứ? Để anh không vứt bỏ em, em muốn cùng anh cố gắng. Anh ơi, cho em một phần mì xào ạ. Ủa là chị hả? Sao lâu rồi hôm đấy chị đi cùng anh tới đây vậy? Bọn em mới chuyển nhà anh. Mỗi lần mà anh tới đây á, là anh mì xào của em nè rồi ngồi đợi chị. Nên em thấy đợi cũng gần cả tiếng đồng hồ luôn á. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn cho em có cuộc sống tốt hơn thôi. Anh không nghĩ nhiều như vậy. 往后余生